Xin chào các em. Trong bài học ngày hôm nay thì cô Trinh sẽ hướng dẫn cho chúng ta một nội dung rất quan trọng, đó là nội dung ôn tập về học kỳ 1 của chương trình toán lớp 7. Hôm nay thầy cô có ấm không? Đối với các bạn thì có thể là ở các tỉnh thành thì thời tiết của chúng ta thay đổi rất nhiều đúng không? Tuy nhiên là ở Hà Nội bây giờ thì thực tế là thời tiết đang rất là lạnh, thì khoảng 10 độ thôi, cho nên là nhìn cô này ấm từ trên xuống dưới đúng không ạ? Thế thì thông qua cái bài học này thì các bạn sẽ thấy rằng là cô đang rất là cố gắng để giúp cho các bạn tiếp cận được nhiều kiến thức hơn. Thế thì ở chỗ của mình thì chúng ta cũng cố gắng tập trung học để chúng ta có thể nắm được những cái kiến thức trong bài học ngày hôm nay nhá. Và nhớ rằng là để chúng ta có thể theo dõi được nhiều bài học hơn nữa thì các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh của trung tâm để chúng ta có thể là cùng với các bạn khác chúng ta nắm được những kiến thức để ôn thi vào học kỳ 1 cho nó đạt được cái điểm số thật là cao. Nào, đối với phần toán lớp 7 này thì nhiều bạn bảo là cô ơi, học từ lâu năm đến giờ là khó lắm, em chẳng hiểu gì cả. Hoặc là những cái phần bài trên lớp là đôi khi làm con cứ bị sai. Vậy thì làm thế nào để chúng ta tránh được những cái lỗi đấy? Và đối với đề thi này nó có cấu trúc khoảng như thế nào? Thì bây giờ thì chúng ta sẽ quan sát vào đề minh họa đầu tiên mà cô giới thiệu cho các bạn nhé. Thông thường thì đề thi học kỳ 1 thì sẽ có cái thời lượng là 90 phút. Và đối với phần này thì chúng ta sẽ cùng theo dõi phần đầu tiên, đấy là phần bài số 1. Thông thường thì đối với đề thi của lớp 7 thì sẽ phân bố với khoảng 4 bài. Đó, với khoảng 4 bài và chia cái mức độ điểm ra. Thì bài đầu tiên bao giờ cũng là bài thực hiện phép tính. Bài thứ hai sẽ là bài toán tìm x. Đó, bài toán tìm x hoặc y viết. Và đối với chương trình của học kỳ 1 lớp 7 thì các bạn nhớ cho cô về đại số chúng ta đã học nội dung gì? À, chúng ta đã học một cái tập hợp số khá là lớn, đó chính là tập hợp số hữu tỉ, đúng không ạ? Và trong tập hợp số hữu tỉ này, sau khi học xong thì chúng ta đã học về tập hợp số thực. Và đối với phần này thì các bạn có một cái rất chú ý quan trọng, đó chính là tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, đúng không nào? Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau đó là đối với phần đại số này. Ngoài ra chúng ta cũng đã nắm ở trong nội dung tiếp theo của cái phần hàm số ban đầu mà các bạn học. Đó chính là về đại lượng tỷ lệ thuận, đại lượng tỷ lệ nghịch và nhiều cái công thức của chúng. Đấy là đối với đại số. Còn với hình học thì các em đã được làm quen với nội dung liên quan tới hai đường thẳng song song và hai đường thẳng vuông góc với nhau. Và từ ở đó có cái định lý rất quan trọng đấy chính là, có một cái tiên đề rất quan trọng, tiên đề đúng không ạ? Đó chính là tiên đề Euclid. Thì chúng ta nhớ về cái tiên đề Euclid này không nhỉ? Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng thì có duy nhất một đường thẳng song song và đi qua cái điểm đấy, song song với đường thẳng cho trước, nhớ không ạ? Thì đối với nội dung của phần hình thì tập trung là chúng ta nắm chắc cho cô cái phần về quan hệ song song. Sau đó thì chúng ta có cái bài toán về tam giác nữa, đúng không ạ? Tổng ba góc trong một tam giác thì bằng 180 độ. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là giải quyết cái đề này nhé. Nào, trước hết là đối với phần bài số 1. Thông thường thì với một đề thi mà chia theo cái mức độ điểm và phân bố từng ý như thế này thì các bạn nhớ cho cô là chúng ta lấy cái tổng thời gian chia cho 10, đúng không ạ? Ví dụ 90 phút chia 10 tức là một điểm thì sẽ tương ứng là 9 phút. Bài số 1 ở đây là 2 điểm, vậy chúng ta được làm tối đa là 18 phút đúng không ạ? Tuy nhiên những phần bài dễ như thế này thông thường các bạn thì chỉ làm cho cô khoảng từ 5 đến 10 phút thôi, để dành thời gian nhiều hơn cho bài hình, bởi vì phần hình đối với lớp 7 là cũng khá là khó đấy nhá. Bây giờ bài số 1 này, thực hiện phép tính. Trước hết là đối với phần ý A và ý B thì chúng ta quan sát vào đây thì ta thấy rằng là nó giống như chương trình ở lớp dưới chúng ta đã học, đúng không ạ? Thì để mà thực hiện phép tính thì chúng ta cứ làm theo quy tắc là nhân chia trước cộng trừ sau, trong hoặc trước ngoài ngoặc sau. Chúng ta học ở lớp 7 rồi thì chúng ta có thêm một cái dữ kiện liên quan tới cái lũy thừa nữa, đó chính là chúng ta đưa về cái lũy thừa và chúng ta dàn ước từ và mẫu được. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện luôn phần ý A nhé. Phần ý A có dễ không? Khá là dễ đúng không ạ? Ở đây thì các bạn có thể đưa về mẫu số chung. Mẫu số chung ở đây là bao nhiêu? Mẫu số chung ở đây chính là 12. Vậy biểu diễn ngay cái phần ý A này nhá. Nào, bây giờ quan sát, cô viết luôn ở đây được không? Rồi, đây cô viết luôn đây nhá. Còn đâu ở trong vở của mình thì mình có thể viết lại do giới hạn bảng, cô trình bày luôn. Ở đây thì chúng ta có cái gì? Đây cô thu được là 1,
Tuần 12 trừ đi nhân cả tử và mẫu với 3, như vậy là 15. Tuần 12, như vậy kết quả thu được là âm 14 phần 12. Đến đây thì nhớ rút gọn nhé. Nhớ rút gọn. Rút gọn với bao nhiêu? Với 2 đúng không ạ? Như vậy trên này chúng ta sẽ thu được âm 7 phần 6. Đó, cái kết quả cuối cùng rất nhanh. Tiếp theo ở ý B. Ý B thì thông thường như thế này. Để làm được bài này thì các bạn hãy thực hiện cho cô bằng cách là chúng ta sẽ đưa về phân tích các cái thừa số này ra. Đưa về các thừa số nguyên tố. Nhớ nhá. Cụ thể 2 là một thừa số nguyên tố rồi, là tự nguyên. Nhưng mà 9 thì có thể đưa về được thành là 3 mũ. 3 mũ gì? 3 mũ 2 đúng không ạ? Vậy là chúng ta sẽ thực hiện theo cái nguyên tắc là đưa về thừa số nguyên tố 3 mũ 2. À, và tất cả mũ mũ 3 đúng không ạ? Mẫu số 6 mũ 5 thì chúng ta đưa về tích của các thừa số nguyên tố. Ta đưa về thành 2 nhân 3. Tất cả mũ 5. 8 cũng tương tự như vậy. Cô đưa về được thành gì? 2 mũ 3. Tất cả mũ 2 được chưa? Và bây giờ các bạn nhớ cho cô này cái nguyên tắc mà chúng ta nhớ về cái phần thừa mà chúng ta đã học nhá. Cô có A mũ M tất cả mũ N thì bằng A mũ M nhân N. Đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta có A nhân B mũ M thì sẽ bằng gì? À, là bằng A mũ M nhân B mũ M. Rồi đếm phép thương nào, hoặc là nhân 2 dự thừa có cùng cơ số nhé. A mũ M nhân A mũ N thì bằng gì? Cái hai cái này hoàn toàn khác nhau nhé. Một cái là ngoặc số mũ ở ngoài ngoặc, còn một cái thì nó là không có ngoặc. Thì chúng ta thu được là A mũ M cộng N, được chưa? Đó. Đấy là vẫn là tích này. Tiếp theo đến thương này. Cô có A mũ M trên A mũ N. Như vậy, thương mà cùng cơ số với điều kiện là M và N này sẽ là các số là không âm nhé. Thì chúng ta sẽ thu được là A mũ M trừ đi N. Đúng nào? Đó, vì phần điều kiện thì chúng ta xem lại trong sách này. Vậy thì căn cứ dựa vào các cái điều kiện ở đây thì chúng ta xử lý tiếp phần bài này. Đây thì chúng ta có đưa về được là 2 mũ 7 đúng không ạ? Nhân với 3 mũ bao nhiêu? 3 mũ bao nhiêu? À, 3 mũ 6. Rồi, mẫu số này cô tách ra cô thu được 2 mũ 5 đúng không? Tiếp, nhân 3 mũ 5 và nhân với 2 mũ 6, được chưa? Sau khi chúng ta đưa xong về rồi chúng ta sẽ xử lý này. À, xem mẫu số bên dưới là có 5 cộng 6, như vậy là 11 đúng không ạ? Ở đây chúng ta có 2 phần 7, 2 mũ 7, bên dưới là 2 mũ 11, vậy chúng ta có thể giản ước được trên tử số mất 2 mũ 7. Dưới thì chỉ còn bao nhiêu thôi? Chúng ta chỉ còn lại 2 mũ 4 đúng không ạ? Ở trên tử số có 3 mũ 6, dưới 3 mũ 5, vậy chúng ta bớt được 3 mũ 5 đi. Thì trên tử số chỉ còn lại 3 thôi đúng không ạ? Như vậy chúng ta có kết quả là 3 phần 2 mũ 4. Đó, thì đây chính là cái cách để chúng ta xử lý. Và những cái bài tương tự như thế này các bạn cứ làm cho cô theo bước này nhá. Tiếp theo phần ý C nào. Ở đây quan sát ý C chúng ta có là âm 11 phần 8 nhân 19 phần 3 cộng 19 phần 3 nhân với âm 5 phần 8. À, nhìn vào đây thì chúng ta thấy rằng là có cái gì chung? Có thừa số nào chung? À, chúng ta nhìn thấy có 19 phần 3 chung đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy đặt nó ra ngoài. Đây cô có, đây cô biểu diễn ở dưới này nhá. Cô viết lại phần đầu bài. À, xong rồi nhá. Rồi, bây giờ chúng ta có 19 phần 3 là chung đặt ra ngoài. Bên trong ngoặc thì chúng ta sẽ cho những cái hạng tử còn lại vào trong. Cô thu được âm 11 phần 8 trừ đi 5 phần 8. Rõ ràng là cùng mẫu số, chúng ta có thể thực hiện biểu thức ở trong ngoặc trước.
Ở đây thì âm 11 trừ đi 5 thì trở thành là âm 16 đúng không ạ? Như vậy là 19 phần 3 nhân âm 16 phần 8. Và âm 16 phần 8 có thể rút gọn được thì chúng ta thu được là âm 2 thôi đúng không ạ? À, các bạn ở đây có thể thực hiện luôn cho cô bằng cách nhân trực tiếp vào. Đấy, cô sẽ thu được là âm 38 phần 3. Như vậy hoàn thiện xong ở phần ý C. Tiếp theo đến phần ý D nào. Ý D ở trong phần liên quan tới số hữu tỉ thì các bạn cũng số thực nữa. Các bạn cũng đã bắt đầu làm quen với căn bậc 2, khái niệm về căn bậc 2 rồi, đúng nào? À, căn bậc 2 của một số thì chúng ta chỉ có thể lấy được, đó là khi mà nó là một số chính phương, nhớ chưa? Chúng ta khai căn được một số khi nó là một số chính phương. Đấy. Và ở đây cụ thể đối với phần này thì chúng ta thấy rằng có căn bậc 2 của 16. Nhắc lại kiến thức về căn bậc 2 nhá. À, một số thì có hai cái căn bậc 2. Gồm có căn bậc 2 là số dương và một số là số âm. Số dương tức là như sau, ta có này. A có hai căn bậc 2. Đó là căn A và âm căn A. Mà với điều kiện A phải là một số không âm, nhớ nhá. A là một số không âm. Rồi, thì ở đây thì đây là một số dương, còn đây là một số âm. Thì sau này khi đi lên tới lớp 9 thì chúng ta sẽ học nhiều hơn về căn bậc 2 này. Còn trước hết ở trong chương trình của lớp 7 thì các bạn chỉ học căn bậc 2 của một số thôi. Lên tới lớp cao hơn chúng ta sẽ học căn bậc 2 của một biểu thức sau. Rồi, ở phần ý D thì chúng ta có tương tự giống như phần ý B, chúng ta cũng sẽ thực hiện đưa cho cô với các cái giá trị này về để chúng ta rút gọn. Cụ thể này, ở đây cô có là gì nhỉ? Mũ của lũy thừa của một phân số 2/3. Thế thì cô có thể đưa nó về dưới dạng như sau. Đây, áp dụng theo cái công thức tiếp tục ở đây nhé. Cô mô tả trên này để các bạn dễ hình dung. Cô có A trên B tất cả mũ M đúng không ạ? Thì sẽ bằng A mũ M trên B mũ M. À, sử dụng ngay này nhé. Vậy chúng ta sẽ thu được, cô viết lại phần biểu thức này. 2 phần 3 tất cả mũ 11 nhân với ở đây là âm 3 phần 2 tất cả mũ 11 cộng căn 16 trừ đi giá trị tuyệt đối của âm 1 phần 2. Đấy, cái giá trị tuyệt đối đã học lâu rồi đúng không? Nào bây giờ đầu tiên thì chúng ta biến đổi nó thì cô thu được đấy là, đây viết xuống dưới đi. 2 mũ 11 đúng không ạ? Trên 3 mũ 11. Đó, hoặc không thì các bạn thấy nó cùng cơ số này thì các bạn nhân với nhau cũng được. Để chúng ta làm cái này nhanh hơn nhá. Đấy, chúng ta nhân với nhau đi cho nó nhanh. Giống như ở cái hướng ở đây, ở phía bên bên ngoài này chúng ạ. Cùng cái cơ cùng cái số mũ thì chúng ta nhân cái phần cơ số với nhau. Như vậy là cô có 2 phần 3 nhân với âm 3 phần 2 tất cả mũ 11. Dễ không? Tiếp theo cộng với 16 thì chúng ta lấy thành là căn bậc 2 của 4 bình phương đúng không ạ? Trừ đi giá trị tuyệt đối của một âm 1 phần 2 thì sẽ bằng 1 phần 2. Đấy, các bạn làm đồng thời này cho cô nhé. Tiếp tục, 2 rút gọn với 2 hết. 3 với âm 3 rút gọn thì chỉ còn lại âm 1 thôi. Như vậy là âm 1 mũ 11 cộng với 4 đúng không ạ? Trừ đi 1 phần 2. Ở đây thì rõ ràng âm 1 mũ 11 thì nó chỉ là âm 1 thôi. Đúng không ạ? Như vậy chúng ta thu được kết quả đây là 3 trừ đi 1 phần 2. Và cùng ra là 5 phần. Đây chính là cái kết quả cuối cùng của bài toán này. Vậy là thông qua bài vô thì chúng ta làm rất nhanh thì chúng ta đã xong được hoàn thiện và đạt được trọn vẹn 2 điểm. Bây giờ đối với phần bài toán tin x cũng là một bài toán rất hay gặp. Và học sinh thường là lúng túng trong việc là xử lý bài toán tin x này bởi vì có liên quan tới dãy tỉ số bằng nhau nữa. Bây giờ thì cô cùng với các em sẽ cùng thực hiện. À, bây giờ thì chúng ta cùng xử lý phần ý B nhá. À, bài số 2 nhá. Đây, quan sát này. Trước hết là đối với phần này thì liên quan tới bài toán tìm x đúng không? Thì chúng ta nhớ cho cô này. À, đã tìm x thì bao giờ cũng phải đặt được x nó nằm ở phần vế trái để sau đó chúng ta rút được biến đổi ra. Ở đây cụ thể thì
Trong bài đầu tiên ở A thì chỉ có x thôi, vậy chúng ta chỉ cần tìm x mà không cần tìm y. Đóng vai trò ở đây thì chúng ta thấy đây là một phép chia ở phần vế trái đúng không ạ? Như vậy là muốn tìm x thì ta sẽ lấy phần vế phải nhân với âm 3/5, được chưa? Đây thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Trước hết viết lại phần đầu bài này. Khi làm bài cũng vậy nhá. Trong bài thi các bạn cũng viết lại cho cô phần đầu bài. Ở đây xuất hiện hỗn số, như vậy chúng ta cần có thao tác là biến đổi hỗn số này đưa về phân số. Khi đó cô viết lại, cô có x chia cho âm 3/5. Hỗn số thì chúng ta thực hiện như thế nào? Ta lấy phần nguyên nhân mẫu cộng với tử, như vậy 2 nhân 3 cộng 1 là 7 phần 3. Khi đó thì chúng ta sẽ thu được cả x đúng không ạ? Bằng với 7 phần 3 nhân với âm 3 phần 5. Ở đây rõ ràng rút gọn được 3 và 3 ở bên trên, thì như vậy chúng ta chỉ cần thu lại được là x bằng âm 7 phần 5 thôi. Và sau khi làm xong, các em nhớ cho cô phải kết luận là vậy. Bằng với âm 7 phần 5. Nhớ chưa ạ? Thì đây mới là hoàn chỉnh một bài toán liên quan tới tìm x. Nhớ nhá, phải yêu cầu là phải có cái phần kết luận này. Tiếp tục là đối với phần ý B. Đây, phần ý B cô hướng dẫn sang bên đây nhé. Ý B nào thì từ đây chúng ta thấy có xuất hiện giá trị tuyệt đối. Vậy đối với phần giá trị tuyệt đối này thì các bạn lại nhớ cho cô là chúng ta phải biến đổi sao cho phần chứa dấu giá trị tuyệt đối nó nằm ở phần vế trái. Và tất cả những cái hằng số còn lại ta cho sang phần vế phải. Ở đây, phần đầu bài chúng ta có là 5 trừ đi giá trị tuyệt đối của 2x trừ 3 bằng 0,5, được chưa? Khi đó thì chúng ta sẽ thu được là giữ nguyên dấu giá trị tuyệt đối nhé. 2x trừ 3. Trong phép hiệu, đúng nào? Trong phép hiệu thì chúng ta muốn tìm số trừ, thì chúng ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu, được chưa? Thì chúng ta lấy 5, trừ đi 0,5, đúng không? Trừ đi 0,5. Ở đây 0,5 này các bạn hoàn toàn có thể đưa về cho cô theo phân số cũng được nhé. Đó, khi đó cô thu được là 2x trừ 3. Và nên đưa về phân số để một loại thôi. Đây là sẽ là 4,5, 4,5 chính là 9/2. Và tương ứng thì chúng ta sẽ có mấy trường hợp? Như vậy là 2x trừ 3. Đúng không ạ? Đây chia hai trường hợp luôn nhá. Cô có thể xét luôn hai trường hợp luôn. Đó. Trường đầu tiên 2x trừ 3 bằng 9/2. Xong chưa? Trường 1. Trường 1, 2x trừ 3 bằng 9/2. Khi đó giải ra thì chúng ta thu được gì? Đó là 2x thì bằng 9/2 cộng với 3. Đúng nào? Và như vậy chúng ta sẽ thu được là cái kết quả đây là x bằng. Phần này tự tính được không? Quá dễ, đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta sẽ có là 15/2. Và chia cho 2 nữa thì cô có 15/4 luôn. Có thể làm hơi tắt một chút nhưng trong vở chúng ta làm đầy đủ nhé. Dưới bảng thì cô không viết lại nữa. Rồi, ra được kết quả này, tiếp tục chúng ta xử lý thêm ý tiếp theo, trường hợp 2. Trường hợp 2 xảy ra đó là khi mà 2x trừ 3 bằng âm 9/2. Chúng ta nhớ cái kiến thức này nhỉ. Thì bằng A hoặc là âm A, nhớ chưa ạ? Để cho cô cái này nhé. Rồi, vậy trường hợp 2 chúng ta sẽ thu được là 2x trừ 3 bằng âm 9/2. Khi đó thì ta có 2x thì sẽ bằng 3 trừ đi 9/2, đúng không ạ? Đấy, cô chuyển vế sang đấy. Và rút x ra cho cô. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có là âm 3/2 mà chia cho 2 như vậy là âm 3/4. Vậy kết luận cho cô gồm có hai giá trị của x. Khi có hai giá trị của x thì chúng ta phải kết luận như sau. Vậy x thuộc, nhớ nhá, x thuộc âm 3/4 và 15/4. Đó, thì đây chính là cái
hướng để chúng ta có thể xử lý. Như vậy là cô và các bạn đã cùng xử lý xong phần ý A và ý B. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xử lý phần ý D. Các em đã thử làm câu C và câu D hay chưa? Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nhá. Trước hết là đối với phần câu C, nhìn đây thấy ngay rằng nó có dạng của cái biểu thức mà phải sử dụng đến tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, đúng nào? Ở trong phần tính chất của dãy tỉ số bằng nhau thì chúng ta đã nắm được kiến thức chưa? À, khi mà chúng ta có một cái giá cụm giá trị phía sau này, biểu thức phía sau làm điều kiện thì ta có là trừ x cộng y, đúng không? Thì ở trong bài của chúng ta, ở trong dãy tỉ số bằng nhau này, chúng ta phải lập được sao cho x và y nó nằm ở trên phần tử, đúng không ạ? Thì chúng ta mới có thể nhận xét được. Khi đó, để x và y đứng một mình ở trên tử thì ngay lập tức chúng ta phải đưa 2 xuống dưới mẫu, đúng không ạ? Và 3 cũng phải đưa xuống dưới mẫu và sử dụng những cái quy tắc là nhân chéo đấy. Khi đó thì cô sẽ có ý C như sau. Ta có là 2x trên 3 thì bằng 3x trên 7, đúng nào? Bây giờ cô dùng cái quy tắc cô nhân chéo thì cô sẽ có là 3 cô đưa xuống mẫu chéo, đúng không ạ? 2 cô đưa xuống cũng đưa xuống mẫu, như vậy cô thu được là x trên 3 nhân 3, đúng không? Như vậy là 9 bằng với cô sẽ đổi trên này là y nhá. Đấy. Hà Nội lạnh quá, viết nhầm, tay run. Sau đó thì tiếp theo chúng ta có 2 đưa xuống dưới phần mẫu số này, đúng không? Thì chúng ta sẽ thu được là y trên 2 nhân 7 là 14. Xong chưa? Rồi, đó. Thế khi mà chúng ta đã biểu diễn xong thì chúng ta thấy rằng là đây là một dãy tỉ số và chúng ta hoàn toàn áp dụng được cái tính chất bên kia. Chúng ta có áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Thì ta sẽ có đấy là x trên 9 nào bằng với y trên 14 bằng gì nữa? Ở đây thì ta có là trừ x, đây cô gọi là trừ x, đây là cộng y, cô có cộng y mẫu số nào, bởi vì trừ x cho nên mẫu số sẽ là trừ 9, cộng y sẽ là cộng với 14, đúng nào? Và theo như đầu bài của chúng ta có là trừ x cộng y bằng âm 50, vậy cô có là âm 50 trên, ở đây 14 mà trừ đi 9 như vậy chỉ có 5 thôi. Và chúng ta thu được là bằng âm 10. Đúng không ạ? Thì cái cụm x cụm tỉ số bằng nhau này, đấy tỉ số bằng nhau này bằng âm 10 thì chúng ta lần lượt chỉ ra x và y tương ứng. Như vậy, suy ra x trên 9 bằng âm 10. Thì ta sẽ có x sẽ bằng với âm 10 nhân 9. Và bằng âm 90. Tương tự như vậy, cô có y trên 14 cũng bằng với âm 10. Như vậy, cô suy ra được là y sẽ bằng âm 10 nhân với 14. Như vậy chúng ta đã có giá trị của x và giá trị của y. Cuối cùng các bạn hãy kết luận cho cô nhé. Là vậy, x, y bằng. Đấy là cách để chúng ta xử lý phần ý C. Và nhớ rằng trong bài này, buộc là các bạn phải làm sao xuất hiện cho cô x và y đứng một mình độc lập ở trên tử số, nhớ chưa? Dùng cách nào cũng được, miễn là phải x và y nằm ở trên tử. Thì đây là cách hay nhất rồi. Tiếp theo đối với phần ý D nào. Quan sát vào phần ý D. Ý D thì ta có giá trị tuyệt đối của x cộng 2019 cộng giá trị tuyệt đối của x cộng 2020. Đúng không? Thì trừ đi 3x lại bằng 0. Ở đây xuất hiện hai dấu giá trị tuyệt đối mà thông thường chúng ta có là phá dấu giá trị tuyệt đối ra thì chúng ta phải kiểm tra biểu thức bên trong và chia thành hai trường hợp. Tuy nhiên trong trường hợp này khi thấy có hai dấu giá trị tuyệt đối, nhớ nhá, thì chúng ta sẽ chuyển cái phần không chứa dấu giá trị tuyệt đối này sang phần bên phải. Như vậy cô có x cộng 2019 cộng x cộng 2020, đúng không? Thì bằng với 3x. Thế thì lúc này chúng ta lại phải xét các cái trường hợp. Đầu tiên, ta có là x này có thể mang giá trị âm hoặc mang giá trị dương, đúng không ạ?
Nếu như x này mang giá trị âm, vế phải của chúng ta đang là tổng của hai dấu giá trị tuyệt đối, thì nó phải luôn mang giá trị là không âm. Như vậy là khi x âm thì chúng ta sẽ không có giá trị của x. Được. Với x nhỏ hơn 0 thì từ đây chúng ta sẽ suy ra, có thể đánh dấu đây là sao nhé, sao không có giá trị của x. Các bạn, bởi vì một vế là không âm, vế còn lại lại âm rồi, vậy thì không thể bằng nhau được. Điều kiện tiếp theo là với x lớn hơn 0, khi đó thì chúng ta có cả hai vế này đều sẽ là mang giá trị không âm, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể đưa vế như sau, đó là x cộng 2019 chắc chắn là mang giá trị là không âm rồi, thì chúng ta sẽ phá dòng giá trị tuyệt đối này ra được luôn bằng x cộng 2019 cộng x cộng 2020 bằng 3x. Như vậy chúng ta sẽ có là mấy x đây? À, 2x đúng không ạ? Ở đây bên này là 3x. Vậy cô sẽ thu được để là, rút gọn đi, chúng ta sẽ thu được để là x bằng với 2019 cộng 2020. Vậy thu được là 4039. Xong chưa ạ? Và giá trị này thì thỏa mãn điều kiện x lớn hơn 0. Câu này có khi đi thi là các bạn sẽ hơi lúng túng đấy. À vậy là x bằng 4039. Xong chưa ạ? Như vậy là hoàn thiện thì chúng ta sẽ có được 2 điểm. Và đối với cái này cô muốn chú ý cho các bạn một số những chú ý như sau. Thứ nhất, nếu như x đứng chỉ có một giá trị của x thôi thì chúng ta vận dụng các cái quy tắc chúng ta đã học ở chương trình dưới. Nếu như chứa dấu giá trị tuyệt đối, phải đặt được dấu giá trị tuyệt đối ở phần vế trái. Nếu như có tính chất của dãy tỉ số bằng nhau thì chúng ta phải áp dụng bằng cách là đưa về cái dãy tỉ số này sao cho x và y nằm độc lập ở trên tử. Nếu chứa dấu giá trị tuyệt đối thì ta phải kiểm tra cái trường hợp khi mà cái biểu thức nó phải dương thì chúng ta mới phá được dấu y ra nhé. Đó, thì đấy là toàn bộ nội dung mà cô muốn nhấn mạnh ở trong bài 1 và bài 2. Bây giờ thì cô cho chúng ta cùng chuyển sang phần bài 3. Quan sát cho cô vào trong phần bài tiếp theo là bài số 3. Bài số 3 thì có mức độ điểm là 2,5 điểm. Bây giờ các bạn sẽ quan sát này. Đối với phần bài 3 thì ta có hai ý. Ý đầu tiên, trên mặt phẳng tọa độ OXY, vẽ tam giác MNP, biết lần lượt tọa độ của các cái điểm này. Và các bạn đã nhớ được cách biểu diễn được tọa độ ở trên mặt phẳng chưa? Nếu bạn nào chưa nhớ hãy xem lại, sau đó thì chúng ta lại học tiếp nhé. Tiếp theo phần ý B, để hoàn thành một công việc trong 20 ngày thì cần 36 người. Và yêu cầu ở đây, sau khi cho dữ kiện xong, người ta yêu cầu hỏi mình là nếu như bà muốn hoàn thành sớm hơn thì cần bao nhiêu người? Cụ thể bây giờ chúng ta sẽ cùng giải quyết phần ý đầu tiên ý. Giống như việc là khi chúng ta đi xem phim đấy, bao giờ thì chúng ta cũng cần phải xác định được là dãy ghế của mình trước, sau đó đến vị trí ghế của mình sau. Thì ở đây khi có được vị trí tọa độ của các điểm, chúng ta cũng sẽ xác định hoành độ trước, xác định tung độ sau, hiểu nhá? Và dựng trên mặt phẳng tọa độ như sau này. Đầu tiên thì ta có dựng mặt phẳng tọa độ gồm có các trục là OX và OY. Đây cô làm rất là chậm rãi thì các bạn có thể theo dõi để tránh trường hợp mà chúng ta lại quên nhé. Đây, y. Ở đây thì ta có các vị trí điểm như sau. Trước hết là điểm M tọa độ là âm 2, 3. Trước hết là chúng ta sẽ chia các cái tỷ lệ ở trên các cái độ chia trên mặt phẳng. Đấy, được chưa? Rồi, kéo xuống thêm một chút nữa. Rồi, bây giờ biểu diễn này. Thứ nhất là M của tọa độ là âm 2, 3. Cô chia như sau. Đây là 1 này, 2. Bên này là 1 và âm 2. Như vậy, M sẽ có cái giá trị. Chúng ta sẽ lấy hoành độ trước, âm 2, đóng lên. Đến vị trí 3, dừng lại, kẻ ngang sang.
Như vậy đây chính là vị trí của điểm M. Xong chưa ạ? Tiếp theo chúng ta có N có tọa độ là 0 và âm 2. Như vậy 0 tại vị trí này, âm 2 dòng xuống dưới. Như vậy đây chính là vị trí của điểm N. Tiếp theo ta có P có tọa độ là 31. 3 ở đây và 1 ở đây. Như vậy chúng ta dòng lên. Hoành độ trước, tung độ sau. Vậy ta thu được đấy là vị trí của điểm P. Sau khi có 3 vị trí điểm này thì chúng ta sẽ dựng các đường thẳng. Đây cô sẽ dựng nối M và N. Được chưa ạ? N và P. Và M và P. Đó, thì chúng ta được diễn là ta có tam giác MNP như hình vẽ. Rồi, thì đó là đối với phần lý A rất là nhanh thì chúng ta đã có được bài làm với cái số điểm cụ thể rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát phần lý B. Bài A sẽ có số lượng điểm ở đây thì sẽ là 1 điểm, còn bài B thì sẽ là 1,5. Nào, đối với phần bài B ở đây là một bài toán dùng đại lượng nào? À, quan sát ở đây thì ta thấy rằng là nếu như có một công việc và một số người cụ thể hoàn thành công việc trong số ngày cho trước, thì nếu như chúng ta muốn làm sớm hơn thì chúng ta phải cho số người nhiều lên, đúng không ạ? Như vậy, ở đây số người và số ngày là hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau. Các bạn có nhớ đến kiến thức về tỷ lệ nghịch không? Ta có x và y là hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau, thì khi đó chúng ta có cái phần hệ quả đó là x1 trên x2, đúng không ạ? Thì bằng với y2 trên y1, đúng nào? Thế thì ngay lập tức chúng ta có thể là giải quyết được bài toán này. Bây giờ trình bày cụ thể như sau. Ý B. Đầu tiên người ta có là hoàn thành vì là cùng một công việc, đúng không ạ? Vì hoàn thành cùng một công việc với năng suất mỗi người là như nhau. Cô biết tắt một chút thì ở trong vở chúng ta biết đầy đủ nhá. Chúng ta phải nhận định được nó là một bài toán về đại lượng tỷ lệ nghịch để chúng ta có thể sử dụng. Hoàn thành của một công việc với năng suất mỗi người là như nhau, nên số người và số ngày hoàn thành công việc là hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Rồi, sau khi chúng ta đã có nó là hai đại lượng tỷ lệ nghịch thì chúng ta đang cần ở đây, đây có câu hỏi là cái số người mà sau khi chúng ta hoàn thành công việc để nó đẩy nhanh hơn 8 ngày thì là bao nhiêu ấy, thì chúng ta sẽ xử lý cho cô và đặt cho cô cái giá trị này. Như vậy gọi x nhá. Và gọi số người. Hoàn thành công việc sớm hơn 8 ngày. Đúng không ạ? Là x. Và đơn vị nhớ cho cô đấy là người. Và cái thời gian hoàn thành của chúng ta là bao nhiêu? Thời gian hoàn thành của chúng ta là sớm hơn 8 ngày mà ban đầu là 20 ngày thì chúng ta phải trừ đi. Thì chúng ta chỉ còn lại là 12 ngày thôi, đúng không ạ? Áp dụng tính chất của đại lượng tỷ lệ nghịch thì ta có như sau. Rồi áp dụng tính chất của đại lượng tỷ lệ nghịch thì ta sẽ có x nhân với bao nhiêu? Theo dự kiện ở đây thì chúng ta sẽ có là x nhân với trong bài toán này thì chúng ta sẽ có x nhân với 12, đúng không ạ?
thì bằng với 20 nhân với 36. Rồi. Khi đó thì chúng ta sẽ có là 20 nhân với 36 thì chúng ta sẽ thu được là 720 và chia cho 12 này thì chúng ta sẽ ra được cái số lượng này là 60. Vậy suy ra x sẽ bằng 20 nhân 36 và chia cho 12. Và kết quả bằng 60. Để kiểm tra lại cho cô xem nhé. Như vậy thì chúng ta sẽ có là cần 60 người để hoàn thành cái công việc này. Và sau khi các bạn đã tìm được giá trị x thì các bạn hãy kết luận cho cô cái giá trị cuối cùng nhé. Như vậy là đối với phần bài toán thì sử dụng đến đại lượng tỷ lệ nghịch thì chúng ta sẽ trình bày như vậy và chỉ ra là chúng ta đang áp dụng cái đại lượng tỷ lệ nghịch này. Còn nếu như nó là bài toán tỷ lệ thuận thì chúng ta cũng sẽ nhận định tương tự như vậy. Trong bài toán liên quan tới đại số và cụ thể là đối với đề thi lần này thì chúng ta thấy rằng là cái phần trình bày thì hoàn toàn là nó chỉ mang cái tính chất đấy là tổng hợp lại toàn bộ kiến thức của học kỳ 1 thôi, đúng không ạ? Thì trong bài hình thì bây giờ cô sẽ chiếu cho các bạn thì các bạn quan sát trước phần bài hình, sau đó thì chúng ta hãy làm ở nhà. Và sau khi hoàn thiện xong thì chúng ta sẽ kiểm tra với phần kết quả của cô ở trong tiết sau. Ở trên đây là phần bài cuối cùng, bài số 3 chiếm số lượng điểm là 3,5 điểm. Và đối với phần bài này thì gồm có 3 ý, các bạn hãy thực hiện cho cô bằng cách là chúng ta sẽ viết giả thiết kết luận của mình, sau đó vẽ hình và hãy thử chứng minh xem mình làm được tối đa bao nhiêu ý nhá. Và trong lớp sau thì cô sẽ hướng dẫn và chữa cho các bạn. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em.